đồ lô gắn vô chạy cho không ngon rồi mất công mắc cưa tính của em. Phải năm gọi mua đồ lô năm nay đâu lên đây đâu. Phải năm gọi đồ lô là năm nay nghỉ lên luôn phải không? Đó. Năm gọi mua đồ riêng lên này tiếp. Còn lên còn dự án vài tháng nữa lên nữa chưa? Dự án vậy. Tiền lên nữa chưa? Chào mình đã trở lại kênh YouTube của nhà hàng Kiên Giang chuyên về dòng xe Phu Chanel. Nãy nhà hàng Kiên Giang được chuyên có anh trai ở xa đến sửa xe. Việc chung hôm nay cũng khách mới khách cũ nhiều. Hôm nay cũng có anh trai khách lạ nên anh trai ngại. Thì nay có hai anh khách mới này đại diện làm luôn đi. Đây là anh Nghiệm thì đến từ Cần Thơ nha. Mình đến lần thứ mấy anh Nghiệm? Thứ tư anh em ơi. Thì anh Nghiệm ủng hộ em có làm máy có mua xe có chung cũng tùm lum tùm lá chăng vậy đấy. Đi chiếc này mình làm gì anh Nghiệm? Bảo dưỡng nha. Mua xe giữ lắm cọp không? Không biết nữa, cho kêu nhàn lên câu chứ có biết cọp hay không đâu. Chúng theo kia mà mua 3X đó, nên là anh biết xe cỡ nào đó. Còn anh trai này đến lần thứ mấy rồi ta? Lần thứ hai ha. Lần trước là thứ ba rồi đó. Lần trước là mình làm một cặp luôn đúng không? Mình ở hình như là cái gì Cà Mau? Năm căn Cà Mau. Năm căn Cà Mau. Tại em có quay clip mà cũng cách đây chắc cũng mấy tháng rồi, thế này quên. 10 tháng. Dạ. Chiếc này mình lên cặp nó hai lần cái. Lên chiếc. Lên cặp xíu không nói. Từ đâu bữa nay lên cặp là mệt đó. Tại bữa nay em nãy bữa nay cũng hẹn ba ông tài. Chung em cũng biết ra làm cũng hơi chậm đó. Chúng anh em về cũng hơi trễ chút xíu. Nên có một tài cái chú ở An Giang xuống đây nữa mà cho chú về đâu. Chú đi chú không có hẹn trước. Những anh em nào đi sửa xe mình điện hú em trước một cái, anh em này em sắp lịch. Rồi thợ thầy này kia em làm nữa. Để em quay mấy chiếc xe cho anh em mình coi. Chiếc xe của anh biển số anh chơi biển số dữ luôn hả ta? Xe này của anh Cà Mau nhưng mà anh chưa mua cái xe này, anh mới mua thêm á nè. Thầy ra cũng chưa có sang tên. Xe đâu ngoài Hải Dương gì ngoài. Cái này anh quyết định mở ra anh làm cái máy. Anh làm cái máy lần sau này anh dọn cái xe như mới đó. Thì cái máy nãy có nó cũng bèo nên mà xe này dọn cái xe này anh mua cái xe dạng xe sắt bèo mà. Về nó dọn mới luôn mà. Anh dọn cái xe mà phục mà tính nó xì tính mức độ này mà gấp nó tính lủng lỗ cái này luôn là anh biết cái xe nó dạng bèo nên phải dạng đẹp nữa mày. Thì người ta quyết định ta làm là cái một luôn. Đây chiếc xe của anh Nghiệm Cần Thơ này, chiếc neo kim này. Chiếc neo kim này là anh chơi 3X nha anh em. Chiếc này cũng giờ cũng hiếm á, xe zin nha, xe này phải xe dọn anh em. Chiếc xe này xe bóng bẩy. Neo kim mà mới chạy có hai mấy ngàn cây số. Anh nó sang tên này. Đây có chiếc xe 63 này. Có anh trai ở Tiền Giang này, chiếc này mới giữ nè, số giữ luôn nè. 98 luôn. Cho nên trai nó mua cũ anh ta mà máy nghe nó có làm rồi gì, chạy chưa dữ vậy nè. Đằng chiếc này xịt nước cho nó nguội cái đi, đằng trước nó mình mở ra nó không có nóng. Xịt cho sạch sẽ đi. Cái xe với hai Long An. Với hai Long An thì tụi em đang lên vô áo này kia. Nói chung là cũng gần xong rồi. Nhưng em đang đợi mua cái miếng tem đó, thiếu miếng tem option đó. Tem chiều nay về em dán rồi mơ giao xe cho anh với hai à. Rồi, chiếc 63X3 này tụi em gỡ rồi nè. Máy này thì anh trai nó có làm rồi mà làm full đồ lô nè mấy. Này làm từ bên trong làm ra nè, làm tới cái dinh, tay dinh lô nè. Đó. Rồi bích tông lô. Bố dáng vớt, nói chung là đi có. Này bố đi. Trong máy thì có cái dên với bích tông với bộ nồi à. Ba món quan trọng anh em làm đồ lô thì đâu còn cái gì là ngon nữa. Cái này có tải mòn lóc này anh trai nó có ốc nhát lên cốt này lên lỗ bành kia này. Lên cốt là nó dễ bị xì nhớt lắm anh. Còn cái này có chỗ đi theo cũng dễ rồi chút xíu làm gì quay đại khái anh em mình coi chơi. Cái này em làm chiếc phu mập đó
hoặc là con trai đến từ Vĩnh Long. Cái con trai cũng làm rồi mà chạy không vừa bụng gì đây nè. Xe này nó làm cũng cà bựng nha em ơi. Với những cái máy mà làm rồi nó nặng dữ lắm nha anh em. Làm không đúng kỹ thuật nó nặng, chạy nói chung là cảm giác rất là khó chịu. Mình phải làm đồ zin mới được. Như chiếc neo nó làm đồ lô chết rồi. Còn cái chiếc xe có kinh nghiệm này thì xe này xe zin nha anh em. Xe này kiểm tra là xe này chỉ kêu cò thôi, không cần làm nha. Xe này chỉnh cò là xong rồi. Neo kim mà xe này chúng ta 47 xe mua mà tới cái vỏ còn nữa nè. Kích vỏ 208 còn luôn. Một 08 này. Cái này chạy mới có hai mấy ngàn cây thôi. Nó chỉ kêu cò thôi, xe này chút xíu nó chỉnh cò. Nói chung là mua cái xe này cũng cọp lắm rồi, ra nó cũng không có hư, đâu cần phải làm đâu. Những em nào mà máy kêu này kia đó, ra khối này kia mình hát ra làm hát bảo dưỡng lại. Còn cái xe này máy dẫn lên chạy dẫn còn mạnh, kêu cò mình chỉnh cò lên cái xong rồi. Cũng như anh em mà đi làm máy á, mình làm những cái máy ghi lần đầu tiên này đi bảo dưỡng thôi, không cần phải làm nữa. Bảo dưỡng cho ngon mà chạy theo thời gian nữa. Còn làm lên thì mình sẽ làm đồ zin, còn làm là làm đồ lô mà chúng giống cái xe đỏ này là rồi tiêu rồi. Đâu có chạy được. Chạy giống như anh em cài vừa này kia chứ đâu có ngon lành gì. Rồi để mấy chiếc xe này đấy mở cái phu mập ra luôn đấy. Mập nó lên láp nha anh em, em không có nhận làm phu mập, em chỉ nặng lên láp lên máy này kia thôi. Rồi thì bây giờ tới phần review đồ thì hôm nay không review đồ nữa. Trước giờ toàn review đồ không, hôm nay review người ta. Người ta. À review người ta. Chứ có lần làm xe review đồ cho neo thì cũng có nhiều thôi. Hiện nay có anh trai đến từ Cà Mau, gì Cà Mau, Đầm Dơi Cà Mau hả? Năm Căn Cà Mau. À Năm Căn Cà Mau cũng nhiều huyện quá anh em ơi, huyện Năm Căn nha. Thì anh trai cũng xài mấy chiếc rồi? Bốn chiếc rồi. Thì những anh em mà đam mê neo này mới đến với em thôi, còn những anh em nào không đam mê không có đến với em đâu. Thật sự mà nói, cái kênh của em là kênh mấy cái hệ người ăn ghiền đó, ghiền sưu tập neo này kia, chơi neo thôi. Thì anh trai cũng chơi cũng ba bốn chiếc rồi. Chiếc này chiếc thứ năm hả, thứ tư? Thứ tư hả? Chiếc này sao bèo quá vậy? Này của người chú cho anh về tính dọn lại. Dạ. Và chiếc này vậy là anh chơi tính dọn là dọn full mới hay là dọn xe bịch đây? Xe bịch. Chơi xe bịch luôn xe ha. Thách. Có dự trừ kinh phí cho nó là nhiêu chưa? Chắc cả khoảng 40. Thủ thủ có 40 rồi đó ha. Cũng phụ bị 40 có thể hơn. 40 thì xe bịch theo kiểu 40. Rồi. Thì mua chừng nào hết 40 thì nghỉ. Vậy đó anh em mà chơi neo á, thì ví dụ kinh phí mình có nhiêu mình xé nhiêu. Có nhiều xé nhiều, có xé ít. Còn giống xé mà giống như chiếc của em á, thì nó cũng đã có giá rồi. Thì em có làm mẫu cho anh em coi rồi đó. Thì xé cái xe của em là xé hết 90 mấy% đó. Cũng là muốn hết luôn, em chỉ giữ có 3 món à. Sườn, lóc, bô. Còn như ốc ác này kia là em xé bịch hết. Em xé bịch hết. Dạ. Còn chiếc xe của anh bé Hai Long An đó, chiếc xe đó xé cũng tiền đồ xé không là cũng mười mấy 20 á, xé bịch không đó. Đó. Cái xe này nếu mà anh chơi vậy là có nhiêu mình xé nhiêu mà. Thì những hồi xưa mà anh em mà đập chiếc xe thùng này ra là không dưới giá 3 cây. Đó là anh em biết cái giá trị xe cái đời đầu của anh ta như thế nào rồi. Đó, còn bây giờ mà kêu mua có mấy chỉ vàng á mà kêu ngon như xe hồi xưa là không bao giờ có. Mà anh trải nghiệm mấy chiếc trước anh chạy thấy nó đạt không? Đạt im lắm. Đạt im nhàn gì im lắm à. Y mới làm nữa đúng không? Nói chung là thiên như mà nghe hơi thở giống mấy thợ nó gọi là chó thở hả? Ừ, như thợ nói là chó thở đó, mình đăng đây nói gì thì kỳ gọi là im như chó thở nên tại cái câu đó cái câu dân gian anh em chơi neo ta thường gọi thôi chứ không phải là mình nói tục tiểu gì. Giờ tại cái thường anh em nghe nó lại tiếng xe im quá không biết tả làm sao đó. Rồi mình mới chơi gọi nhau truyền miệng kêu gì đây. Ai muốn kêu gì kêu miễn sao mà hiểu được rồi. Dạ. Nói chung là cũng cảm ơn anh trai mà ủng hộ em mà lần thứ ba rồi. Ba con máy rồi. Đó thì làm im thì đồn có dùm được rồi. Còn không im đừng có đồn mất công người ta chửi anh em mình. Chửi thằng làm không im, cái thằng giới thiệu đó, thằng đồn bậy nữa.
đầu năm bảy là chết nữa. Không, em còn làm thêm cục nữa. Còn nữa hả? Còn cục. Trời còn ơi. Cục nữa phải làm, không làm. Dùng đam mê quá anh em. Quan trọng là làm cái im ấm chạy thôi, chứ thật sự không im thì chắc cũng không lên lên làng một có sợ rồi, này nó quá im buộc đi xa lắm, 200 ngoài cái số phải gần đâu. Thức hai thức một đêm không dám đi, đi sợ vợ thức giấc. Vợ nó thức gọi thế vậy thôi đi luôn. Đi hai luôn. Đi luôn. Tưởng đâu trốn vợ luôn chứ. Trốn vợ bể à, không có tiền trả. Đi chắc gửi bánh xe lại nữa. Đi có khi nào bả đuổi luôn không? À, chắc đuổi không đuổi đâu. À, đuổi còn im lắm. Chắc còn im lắm cũng đỡ. Xanh làm cái tiền. Nghiệm ơi. Nghiệm. Xuống hỏi vài câu coi bữa nay không có quay review độ này quay người ta không ạ? Xe này anh Nghiệm mua lâu chưa anh Nghiệm? 3 tháng. 3 tháng rồi hả? Anh chị cảm nhận xe này thấy sao vậy? Thì thấy bình thường vậy đó, lên cho thầy coi chứ giờ ở nhà có biết gì đâu. Vậy đó hả? Chạy bao nhiêu chiếc neo vậy? Chiếc neo hiện nay chiếc thứ hai thôi chứ. Chiếc thứ hai khoảng là làm chiếc khu mập. Ừ, đúng rồi. Còn không hả bán rồi? Còn chứ đó chùm mền rồi. Chùm mền luôn? Mền xe đó xe cái gì? Không biết. Xe nào cái? Thì cái thì nhà nhóc chứ chơi ai biết đâu. Cảm nhận coi nói cho khán giả người ta chơi theo rồi để người ta chơi theo cái hệ neo này có gì nó đạt không? Thì chạy cũng qua nhiều dòng xe rồi, tùy theo độ tuổi chứ. À. Em. Nói chung là tuổi này, lúc trước còn nhỏ là cài là chơi xe dữ không á. Giờ chỉ kêu 17, 18 tuổi, 19 tuổi thì nó lên nó kêu chạy chiếc này nó không dám chạy, nó không thích chạy. À, chạy, chạy chia cái đơ rồi đó. Đúng rồi, tùy theo độ tuổi để chơi nữa ha. Độ tuổi anh em mà qua hàng 3 trở lên là quốc thứ này là vừa ha. Bốn mấy năm mươi rồi tờ vô chạy chiếc này còn gì của. Thứ gì mấy đã. Mấy ông già già nhìn này chắc nhức gan lắm à. Nhìn chiếc này nhức gan rồi nghe. Neo kia mà chơi cái xe này không phải mà có tiền mua được đâu, nói chung là cũng sưu tầm tìm kiếm này kia, nói chung là đủ duyên thì nó đến thôi. Còn cái chiếc phù mập hổng có anh đời giống phù mập này không anh Nghiệp? Bà con chú bác ruột hay gì đó. Bà con chú bác ruột nữa hả? Xe của anh là xe này đời mấy ta? Kệ đi, mập led gì nó cũng có một dòng máy cũng là lắp ngắn hết, mà khi anh lên cái lắp dài anh chạy anh cảm nhận sao? Em lắng nghe thì cái bà con nào mà muốn lên thì cứ liên hệ nhàn đi. Cảm nhận nói chung là im ha, xứng đáng đồng tiền mà. Xứng đáng chưa? Xứng đáng đồng tiền. Nói cũng lần hai lần rồi, nói hoài thì người ta sợ, người ta nói mình nổ hay là người ta nói mình nói nhiều đó chứ. Tại cái kênh của em á là không phải là nổ đâu, cái này là người thật việc thật không à. Mình giúp chứ, cho anh em. Anh em mà chơi mấy hệ này mà đi làm máy hoài nè. Ừ, như chủ xe này nè nè cũng đi làm máy hoài nên anh làm tới đây bỏ ra nè. Đó. Nó làm cái gì nó làm nó nguyên mâm cái này em dục bỏ hết á, để đến em mà không có lỗi cơ bản gì nữa trơn, em dục bỏ hết trơn cơ bản gì nữa. Để anh Nghiệm đã là người đã trải nghiệm rồi chiếc full led thì cũng lên cái phương án gì đó, năm món đầu nồng dên nồi số thì lên rồi anh chạy. Ê, cái vụ mà xăng đánh tính nó lợi xăng lắm phải không ta? Không mà an tin thì cứ về là trải nghiệm là biết hà, rồi comment vô kênh đi. Nó biết liền trên 90 cây á. Ôi ông trời, lít xăng chạy bá đạo chứ anh em. Trên 90 cây số nghe nè, chứ phải dạng vừa nghe nè. Nên chạy đường trường nghe, đừng đua nghe, chạy lưu kêu tới tầm 50-60 thôi. Chạy dạng đâu phải như đua bơi, như chạy trẻ đâu, chạy trôi đâu. Lưu kêu dùng thứ mình lớn tuổi, mình chạy lai gai 50-60 là mượt rồi. Nhưng mà cái hệ này đâu phải nên anh đâu, em lại lên không gậy là cũng bộn bộn rồi đó mà em. Em lấy những cái kiến thức thực tế nè, từ anh nè, từ những anh em đi trước nè, người ta chơi, rồi người ta lên. Đó mình cảm nhận, mình biết chứ đâu có nói miệng được anh. Tại vì cái kênh của em là dạng kênh có uy tín trên cộng đồng mạng mà, chứ không phải cái kênh của em mà ba sàm ba láp đâu mà đứng lên nói lận tận được. Đúng rồi mình nói với anh em mình trải nghiệm thực tế không à. Bậy chết à. Nó tầm bậy tầm bạ rồi đâu có được. Cái uy tín của anh em mình nó trên hết chứ. Chứ đâu ai bây giờ thực sự đó. Em mướn một người ra đứng mà nói tào lao lãm nhảm, nó nhảm thứ em. Đi thử cho tiền thấy em dám mướn không đó. Đừng nói mà nói cà khơi. Thì cái kênh của em hôm nay em không review đồ là anh em biết rồi đó. Đây là trải nghiệm thực tế, đó người thật việc thật không à. Thì em là chuyên khu chà neo đó, anh em coi trong tiệm em thấy có chiếc gì mà lộn vô không, có mấy cái chiếc lộn, mấy chiếc quay, mấy chiếc mấy xe nhà của mấy lính nó chạy thôi, mấy lính nó chưa có điều kiện lên neo nghe nè. Đó mình ra từ từ em nâng cấp cho tụi nó lên chạy neo hết luôn, đã mình đã chuyên khu chà neo mà. Thì em đây chỉ làm neo tối ngày, có mấy cái hệ này thì em nâng cấp đồ khu chà neo lên hoặc đồ thái lên thôi. Anh Nghiệm đã có đi trước rồi, trải nghiệm rồi, để anh em nào mà chơi những hệ này xuống lúa đi, không có đường nào mà tiếc lên hết trơn, uổng cái gì nữa hết trơn á.
đã chấp nhận chiếc xe để xài hạ xuống lúa nghe nè. Quên, nó phải tư vấn cho anh em cho kỹ, còn chiếc xe nào mà để anh em cài bừa đó, không cần phải cho ngon ấm im đó, thì anh em cứ vô cửa hàng mua chiếc quen pha cho em, đó nó rẻ. Còn anh em mà xuống lúa cái này là mắc hơn chiếc quen pha nghe, em cho biết cái giá luôn, nó mắc hơn chiếc quen pha đó. Quen pha cửa hàng anh em vô hỏi đi là biết à. Thì em xuống em lên cái bài này là mắc hơn chiếc quen pha, nhưng mà đổi lại cái trải nghiệm anh em đó, rất là đã nghe. Cái đó là nói chung là cái trải nghiệm không thể nào bạn nghe, chạy rồi nó trời sao mà đã chứ vậy. Bạn đi lấy xe chung á, đưa xe chạy thử, nó chạy quá trời đã. Đấy, cái xe người ta lên nó đầm dữ lắm, chạy nó không chứ có giặt cái xe nữa. Dặn là có, dặn là có á, mình đang đủ chén rồi, nhóng rồi nó lên dữ lắm, không phải lì lì như mấy chiếc này đâu. Dạ, cái xe này anh cha này cũng đã làm trả phí rồi nè, đi làm cái máy nè, tốn mấy triệu bạc để làm ra ôm qua dịch gì mà làm full đồ lô nữa chứ. Thị trường bây giờ thật sự đồ ghim không phải nói với anh em khó kiếm anh em ơi. Anh em đi hết chân những cái hết lớn đi nghe, em không có tính tiệm nhỏ, cho anh em vô những cái hết nào mà trên cái đất nước Việt Nam này mà anh em vô kiếm thử cái đồ của khu mập rồi nè, với cái đồ của khu Chanel, anh em thử kiếm đồ ghim đồ Thái anh em xài thử đi, không bao giờ có nghe anh em. Thì khi anh em đặt hàng nghe, đặt hàng là người ta sẽ lấy gì cho mình, tại những cái hết lớn trong đó là cũng giống cơ sở giống như em vậy thôi, tại mà người ta làm quy mô lớn thôi, kinh doanh lớn thôi, còn tụi em làm cơ sở nhỏ thì tụi em phải thủ đồ mua đồ trước cho anh em, nó mới về trong ngày được đó. Chứ anh em lận tận lũ vô là đồ lô, lũ vô là đồ lô, không đường nào mà có đồ ghim chứ, không làm chiên là không bao giờ có đồ ghim chắc chắn một điều đó, trừ khi anh em hẹn trước mua trước mới có thôi. Em đã có lên cho anh em nhiều lắm rồi chứ không phải mà ghim của anh Nghiệm không đâu, anh Nghiệm đây là người thật việc thật, anh qua ảnh ủng hộ em cũng quá nhiều rồi. Thì bắt lên nói luôn chứ đâu mắt em đứng la nhã nói hoài cho anh em. Bữa nay anh em trải nghiệm cảm nhận đó, anh em lại đây thực tế đi coi cơ sở em có làm hay không làm anh em biết liền à. Là coi cái dạng đồ cũ em bỏ ra là anh em thấy biết ra tụi em gia chạm với dòng máy này cỡ nào rồi. Bữa nay là thợ nghỉ bớt đó nghe nè, đó thợ tụi em là tớ vừa thợ vừa lính luôn 10 người đó, đang nghỉ hết trơn hết 4 này, nay còn 6 à, còn 6 làm 6 rồi làm mình cho anh em trải nghiệm thực tế không à. Kìa ông đó giờ vũ xe đang ngồi xé bịch rồi kìa, đó xé đi. Còn cái ông cục máy chiếc xe này nè, chiếc xe này thì ảnh cũng xám ban, ảnh ngại nè, em cũng không có bắt ra làm gì. Xe này thế nguyên đóng là nguyên đóng gác nè, thì đồ quay đồ hoài lưu ghiêu thì cũng đâu có đâu, hiện nay quay cho anh em mình trải nghiệm thực tế, những anh em làm rồi người thật việc thật không à. Cái xe này thì của anh Toàn thì anh đã quyết định anh full mới rồi, để anh mua cái xe bèo này là đúng bài rồi. Cái này em vệ sinh danh gì được chưa, anh có ý kiến gì không? Có ý kiến gì? Nồi này nó chạy có im như nồi Thái không? Nồi này im như nồi Thái không ha? Cái nết chạy thì giống như nhau, còn cái độ bền á, hai cái trên lệch. Cái độ bền cái nồi của mình đang nồi neo mình đã chạy mười mấy năm rồi, thì anh chạy thêm có thể thời gian tiện anh sẽ nhớ kỹ, anh chạy 5-7 năm 10 năm. Còn cái nồi Thái của người ta đó là có chạy có thể là hơn 10 năm nữa, nó còn nết chạy thì giống như nhau. Trời ơi nói vậy đó, tại vì mình là cũng là đồ của hãng chứ không phải là đồ lô đó. Khi mà anh dọn mới là những Thái luôn rồi, có 5-10 năm nữa thì cái máy này cũng vừa đó, mà anh cũng nhiều xe mà đâu có chạy nhiều đúng không, tiền tháng anh chạy chiếc chạy nó im được, ấm im mà được. Ấm im mới được. Thì cái xe anh chạy là miễn mình không hú là anh em vẫn giữ cái nồi là được. Khi anh em làm mới là tem là cái thằng mà vệ sinh là phải vậy nè. Đó. Vậy là gì sau này anh em có dọn chiếc xe mới á mình nó cũng đẹp từ trong đẹp ra. Nãy hỏi hú chạy rồi đó. Cái nãy chạy thử đó, nồi cũng được mà mạnh. Anh xé hết cái mâm này chút xíu nữa, em sẽ hỏi anh một câu là cái món nào mắc nhất trong mâm này anh biết không? Làm sao biết? Làm sao biết không? Chút nói cho anh biết. Cái mâm này mặn lắm nghe, mâm không rẻ đâu. Xé rồi điểm coi nhiêu món luôn, việc kể cho vợ nghe đó. Còn những anh em trên cộng đồng mạng em không có tiết lộ được, rồi tại lộ là tiết lộ thì lại đây đúng rồi, giống như anh Toàn vậy nè. Anh Toàn hả? Đúng rồi, đúng anh Toàn. À anh Toàn giống như anh Toàn vậy nè, lại đây lần này mới được xé, lần trước đâu được xé đâu, lần trước không được xé luôn hả? Lần trước không xé, lần trước chắc lần chưa thấy chưa kỳ quá không xé đâu, lần trước thấy kỳ ngại phải không? Chuyện này quyết định lên luôn còn ngại gì nữa đâu, mình ở Cà Mau lên Kiên Giang chơi mà ngại gì, lên đây là lên cộng đồng mạng luôn à. Xé ngang xé hết ra cho mấy anh để nó gấp nha anh, tại vì đồ của anh cũng hơi nhiều đó. Thì những anh em nào mà full đồ nhiều thì mâm bí kíp ít lại, còn mà đồ mà tận dụng là nhiều thì mâm bí kíp nó nhiều lên,
nó đi trái ngược anh em. Anh em thay hết đồ mới thì em mong cái kiếp em về món à. Đó, nhưng mà đổi lại cái trách nhiệm của em nó nặng hơn. Em còn bảo hành lâu dài cho anh em mình á. Người chạy không xong, người chạy không im này kia này, nữa chứ đâu phải mà nó gấp vô là xong luôn anh em. Em còn trách nhiệm nên nó 1 năm lận đó. Nhiều lắm anh em, cái mong này thật sự nó những anh em nào mà đi làm đến với em đó. Xé đi là điểm bao nhiêu món là biết à. Chắc điểm không nhớ nổi đâu. Tại sao em không ghi ra giá tiền ra từng món là tại vì nó nhiều quá. Ghi em ghi nó cộng ra một cái nữa thì mà ba chiếc xe lại mà cộng ra cho anh em từng món em chắc em ghi chết luôn, em cũng chưa mua kế toán thư ký gì chứ á, thành ra còn nữa nè. Chắc ngày chắc được chiếc quá. Chị làm chắc ngày cộng á, ngày đó được chiếc à. Đúng rồi. Đó rồi là em đâu có ghi mà được người từng món. Mua cộng cũng sẵn luôn. Người mua cộng cũng sẵn luôn, cộng rồi lộn cộng hơi lạng luôn. Gối luôn. Đó. Thành ra một khi em đã cộng một cái mâm đầu tiên thôi là từ đó đến sau em là chiên phu chà neo mà. Là cứ mâm sau cũng gan vậy đó. Nó chỉ có thay đổi là anh em mình vô đồ mới thì bớt cái này lại thôi, không có gì. Mà đặc biệt bớt là không có bớt tiền đâu mà nghe anh em. Tại nó nằm trong cái gói niêm yết rồi đó. Thì những cái máy mà anh em mà vô đồ nhiều á thì bớt cái này lại thì em lấy những mấy cái món ít này nè. Đắp qua cho những mấy đắp qua cho mấy cái máy kia lại. Đó là cái phương châm của em là vậy đó. Nói chung là những anh em mà vô đồ thái nhiều nè thì cũng mâm cái kiếp mình nè. Nó ít lại thì sau này cái mâm này nè em sẽ vô những mấy cho mấy anh em mà là ít đó. Anh sẽ kéo qua lại vậy đó, cho nó đồng điệu nhau. Anh cứ gác thảy hết dưới đất đi rồi mới vậy nó nói. Đó là nói chung là xé cái mâm này. Anh trước nghe, hứa em mới làm mới xé không thôi là tôi đổi ngồi thái đó. Đúng rồi, im mới được. À. Còn im á thì lấy ra tao lấy lại cho gắn ngồi thái vô tính tiền ngồi thái được không? Được. Đó. Các bạn làm cái bao hàng bao cho ngon mới đã bao ưng ý mới được à. Không nãy giờ vừa định là muốn tính chơi ngồi thái đó, đi ngồi thái quay. Đây quay. Này một người xé chắc em đón chắc cũng cỡ 10 phút nữa nè. Chắc em chậm này em xé chắc cỡ nửa tiếng quá. Câu thời gian rồi chứ. Xé giờ cái món nào mắc nhất nè quý vị đang người ta tính coi. Rẻ gì nó im mà được rồi, quan trọng là cái im thôi. Rẻ mà không im nó cũng vô đó à, vậy không được đâu. Về được dưới đây mang bệnh tức cũng chết nữa. Tức cũng chết anh em ơi. Chẳng thà nó mắc đi mà nó im mà được. Đó là gì đó. Cái gì nó cũng có cái giá của nó vậy. Cái gì cũng có cái giá đó nghe anh em, tiền nào của nấy anh em. Chứ không phải mà anh em mà bỏ cái mầm bí kíp của em ra mấy củ này mà anh em thấy ngán tiền mà anh em mà chê mắt mà thì anh em kiếm cái đồ rẻ xài là ngon được chị không có đâu nghe. Tại cái này cả kiến thức và cả cái chắc xám của tụi em bỏ vô đây nhiều lắm anh em ơi. Tụi em cái bỏ vốn liếng vô nó phải dựa đồ cho anh em thẳng nè. Còn anh em mà đi vô bất cứ cái Honda nào đi không bao giờ anh em mua đủ đồ để gấp thành cái máy neo về trong ngày được. Đến với nhà Kiên Giang là anh em về trong ngày sớm muộn về hết. Nó không có cho qua đêm tại em đây chưa cắt nhà trọ. Thì này em cắt nhà trọ là em đánh thêm ngày có 5-6 tài vậy đó. Cho ngủ nhốt 3 tài làm 3 tài vậy đó. Bữa nay là bữa nay tới 5 tài này nghe anh em, cho gì hết 2 tài đó. Kinh tế học này cực lắm, lâu lắm mới ra nhà. Ra rồi biết có làm được hay không nữa. Đó, đủ thứ hết trơn. Không phải dễ ăn đâu. Phải có chuyên môn rất cao làm mới được. Dễ ăn đâu. Dễ ăn tôi đi học nữa rồi. Nhá camera cho anh em coi xương cái coi. Coi xương thôi. Đó nãy giờ anh em xé mà chưa hết ở đây nè. Đây nè. Xé hết ra. Rồi nhiêu thôi. Cho anh em coi đỡ ghiền chơi. Nhớ anh em nào ở xa đến không được thì mình chỉ khó coi qua màn ảnh nhỏ nghe anh em. Còn anh em đến với em được thì mình thực tế thôi. Em không có giấu giếm bất cứ cái gì trên cái mâm này hết trơn á. Anh em lại đây em còn phải tư vấn thêm cho anh em nữa. Vật đạn này xài làm sao. Và cái hiệu này sản xuất từ đâu đến từ đâu. Đó cho em có giấu được gáp nè. Cho anh em đứng ngồi dòm coi gáp luôn nè. Đó. Em chỉ giấu trên cộng đồng tại vì mình công khai lên đó nhiều phiền phức lắm anh em. Nên ra em phải làm riêng trong nhóm gì đó cho những anh em mình coi thôi, đến thực tế với em thôi. Đó, hai anh em mà đứng nãy giờ ngồi, thằng đứng thằng ngồi nó cũng mỏi giò lắm á chứ không phải giỡn đâu. Xé cũng chưa xong cái mâm đấy nè. Đến giờ mà nội mấy cái công đoạn rửa đồ thôi anh em thấy đã ốc phê rồi. Nè xé đi cái món này nè. Cái món này không là 1 triệu mấy nè. Rồi đi vô hãng đặt là 1 triệu mấy không nói gì chứ. Còn đến với em đây á là cái giá anh em nó hữu nghị dữ lắm.
nhiều khi mình cũng không dám công khai lên cho anh em nhiều quá, tại vì mấy món này nhiều khi em mua nhiều quá người ta mua hết mà không được mua, phải không? Đúng rồi, người ta mua hết là một, thứ hai nữa rồi mình mua nó thẳng cho anh em nghe, nhiều khi mua trốn thấy mẹ lên trốn thế anh em chứ gì chứ, chứ mua đóng thế thẳng ra nó thì anh em trả tiền với ai trả. Em mua mà nếu mua thẳng là anh em trả tiền với anh em kia, em làm máy kia đồ, vô đồ xịn mà anh em là ngu dữ lắm mới đi mua đồ lô gắn vô, mua đồ xịn khách người ta đã chịu chi bỏ tiền ra cho anh em thì anh em cứ mua đồ xịn gắt cho người ta đi, mất mới gì mua đồ lô gắn vô chạy không yên người bị bán vốn đó. Mà em cũng đâu nói nổi mà mức độ mà mình đã từng tuổi đầu này rồi, mấy chục tuổi đầu rồi mà mình nội ngu tới mức độ đó sao? Tiền của anh Toàn bỏ ra kêu kêu nhàn kiên giang làm cái máy cho ngon mà mất mới gì em phải mua đồ lô anh Toàn, phải tiền của em đâu. Ừ đất ơi, ai mà ngu đến mức độ mà mua đồ lô gắn vô chạy cho không ngon rồi mất công mất uy tín của em. Phải năm rồi mua đồ lô, năm nay đâu lên đây đâu. Ừ phải năm rồi mua đồ lô, năm nay nghỉ lên luôn phải không? Đó. Năm rồi mua đồ ghi lên đây tiếp, còn lên còn dự án vài tháng nữa lên nữa chứ, dự án vậy tiền lên nữa chứ. Em nói thiệt nè, em đến với em đi xé bịch mỗi tay, chứ có nói mà cái chuyện mà đó, xé nãy giờ đây nè, giữ miếng giấy lại cho em ghi hóa đơn thôi. Anh em là đến với em là sẽ có cái tấm này nè. Đó. Không có mua giấy nha anh em, tận dụng lại. Cái tấm này tới 50 mấy ngàn lận. Miếng này 50 mấy ngàn mới được cái miếng này. Sao nghe nói tới mà 9 triệu mấy lận mà. Mấy có một tấm một là 50 mấy ngàn. Rồi. Ừ, hết cái mâm này là 9 triệu mấy. Rồi rồi. Hết luôn chiếc xe là hơi bộ mà đâu 9 triệu mấy. Hai mấy chưa? Luôn sắt xe luôn. Sắt xe chó. Quên nó sắt xe cho anh em ơi. Cho mà. Trời tụi em nãy giờ em với anh Toàn xé nó giờ cũng bụng bụng nè, được nhiêu nè, Phú Kiên Giang nó giờ gấp vô cũng hết rồi. Phe nhẹ cái nó đi. Đó. Nhiều thôi. Rồi cho camera cho gấp quay đi chút xíu nè, nghe tiếng máy với anh em cảm nhận vài cái nữa. Rồi giờ tới cái công đoạn tiễn cho anh em về. Giờ nãy một chiếc kinh nghiệm ở Cần Thơ thì nó về còn không quay. Đó anh trai ở xóm 3 Tiền Giang. Thì bằng số quá độc 9898. Này máy chung đã hoàn thiện rồi. Chung em với chủ xe cũng chạy thử rồi ngon lành rồi. Thì máy đến với em ngon mới giao được chứ không ngon là đâu có giao được anh em. Cái này thẳng tiến về Tiền Giang luôn hả? Chào mọi người, em về luôn nha. Bye. Bye. Chào giá cho lộn rồi nè. Dạ, cảm ơn anh. Rồi tiễn cho anh trai ở Tiền Giang về và tiếp tục anh ở Nam Căn, Cà Mau. Thì qua quá trình làm bây giờ anh trai cũng có chạy cảm nhận rồi, nói cái xe bây giờ quá trời kêu rồi không biết cảm nhận sao nữa. Nói chung là cũng có tin tưởng rồi, làm rồi. Nó kêu là tại dưới qua là chợ vàng áo nó kêu ra chứ máy thì nó êm rồi. Máy ok hả? Ok rồi. Này về thẳng tiến được ha. Thẳng tiến được rồi. Cái xe này đừng đua ngay chợ, cái xe này mấy xe kia xúi đua được, cái xe này không dám xúi đua. Xe gì đâu nó cuộc bỗng nhông xin dĩa muốn đứt chứ. Không còn gì để chơi đó. Là về đang lặn làm mới mà. Thì cảm nhận của anh xài neo gì anh có nói gì cho không giả vài tiếng không? Có xe nói chung có anh em nào mê hệ neo á thì lên đến làm đi rồi sẽ biết nó chạy im mức độ im có nào. Xe cảm mới bây giờ không có bằng đâu. Dạ. Thì nó hơi vất vả thiệt nhưng mà nó im lắm. Những anh em đồ cổ là phải chịu khó rồi đó, chịu chơi khó. Đồ cổ mà. Chơi đồ cổ phải chịu thôi nhưng mà nó im lắm, làm xong rồi nó rất là tuyệt vời. Rồi cảm ơn anh nha. Thẳng tiến về được rồi. Dạ, rồi.
Hẹn có gì đây tết gặp nữa. Quên nó lấy tiền quảng cáo giới thiệu nó vậy. Thôi được rồi. Khỏi hả? Khỏi khỏi. Nhiêu được rồi. Chứ em im mừng. Im mừng nha. Nó diễn cái gì hả? Dịp sau đi. Ở cái gì thầy im đồn quá giùm nhé. Dạ dạ. Rồi rồi. Ok. Rồi rồi. Rồi chuyển cho anh trai về 5 căn Cà Mau. Cho em nghe tiếng máy phù mộc cái sẵn tiễn cho anh trai về luôn. Làm cũng 2-3 tài anh em, hơi đuối anh em. Này đúng là 5 tài lận mà về sớm 2 tài rồi. Còn 3 tài nó hơi chậm. Đó em là sớm muộn gì trong ngày hết nha. Còn những nài tài này em không nhận á, như sáng nó có chú đỡ An Giang. Em có hẹn đó, chú có qua đây uống nước trà chú cũng về. Chú cũng quan hỷ. Thôi chú chữ được chết luôn rồi. Tại chú đi mà chú không điện trước. Còn mấy anh em này tao điện mà hẹn trước không à. Máy thì khi mà tụi em lên những cái máy thế này nè. Anh em chạy anh em trải nghiệm rất là đã nha em. Chung là chủ xe có nói gì mấy tiếng gì cho khán giả mình cảm nhận khi cái lên cái lắp này không? Chung lên vậy thì là xe quá im mà anh. Máy chạy đồ ngon lành. Mốt chắc thì anh em nào chơi vòng này thì lên kiếm anh nhạc là ngon lành. Đúng rồi, anh em bỏ tiền một cái nó xứng đáng đồng tiền dữ lắm nha. Yeah. Chứ không phải mà mình đi khắc phục lỗi cơ bản hay là đi làm máy này kia lại thì anh đã cũng có từng đi làm máy rồi đúng không? À, làm rồi mà chạy không mà có chạy đạt cũng đâu có đạt đâu. Đây thấy như vậy là thấy gì mà đó. Dạ mình đã lên một cái là mình lên đồ này nó lên đẳng cấp lắm nghe anh em. Nhưng cái máy này rất là đã. Nghe tiếng máy là thấy ấp phê liền. Rồi anh trai, về thẳng tiếng hết ga hết số không có nương. Về tới bển nhắn tin cho em hai cái được rồi. Rồi cảm ơn anh. Dạ dạ. Chạy được có nương vậy. Cứ chạy thoải mái chạy. Dạ. Tiễn cho anh trai về Vĩnh Long. Trời, xa bữa nay làm đánh tài hơi xa xa không nghe nè. Chung cái này cũng trống rồi. Thì tụi em còn hoàn thiện chiếc của anh bé hai là tăng ca đây tới chiều đừng cho nó rồi đừng còn ngày mơ giao cho anh bé hai nữa. Thì em cũng có nhận thêm một chiếc của 83 nữa. 83 này mai tới tài nghe. Thì nhận ngày hôm qua là đúng là làm tài hôm nay nè. Mà dồn khách quá trời rồi em quay mấy giờ chiếc xe này qua ngày mai luôn. Chung những anh em nào mà gỡ lại cho em cũng thông cảm cho em. Tại nó kẹt tài quá, gầy mưa đó. Rồi bữa nay trời nắng rồi anh em đi tranh thủ những cái ngày thứ bảy chủ nhật đó. Những anh em làm công chức nhà nước này kia thì người ta chống những mấy cái ngày này không à. Những anh em nào có đi sửa chữa này kia thì mình cũng phải hú em trước một tiếng nha. Để tình trạng giống như cái chú bữa nay ở An Giang chú qua sáng chú lại sớm lắm. Không có được rồi, tình trạng chú lại sớm thiệt nhưng mà không có tiếp chú được tại vì chú không có điện trước. Còn điện mấy anh em ở xa, ở Năm Căn, Cà Mau, ở Vĩnh Long, ở Tiền Giang không à. Thành ra em đã hẹn người nào phải làm cho người đó chứ ưu tiên người này thì bỏ người kia cũng không được nha anh em. Rồi những anh em nào có đi sửa xe cứ hú trước em một ngày được rồi, dù ngày mai đi thì bữa nay gọi trước em. Vậy đó, đặng cho em sắp lịch thôi. Rồi nhà kia gian hẹn anh em nhiều clip kế tiếp nha anh em. Ba anh em chờ anh em.